Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tổng hợp các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trên địa bàn tỉnh Long An trong thời gian qua. Thưa quý vị, tỉnh ủy Long An vừa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và trao giải cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 9 năm 2022. Tại hội nghị, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức trao giải cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2022 cho một tập thể và 25 cá nhân, cụ thể như sau. Ở thể loại ảnh nghệ thuật, giải A thuộc về tác phẩm Mô hình thư viện xanh của tác giả Kiều Anh, giải B cho tác phẩm Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ của Ngương Kiết. Ở thể loại ca khúc, ban tổ chức trao giải A cho tác phẩm Trang thơ Em viết ngày mai của tác giả Nguyễn Kiều Tuấn An và giải B cho tác giả Lê Long Phiên cho ca khúc Ngày xuân mãi luôn có bác. Thể loại ca cổ, giải A thuộc về tác phẩm Gương bác soi sáng đời con của tác giả Trần Quốc Thịnh, giải B cho tác giả Diệp Dằm Cỏ với tác phẩm Chuyện tình bông quệ trắng. Ở thể loại thơ, hai tác giả Tuyết Mai và Trà My lần lượt đạt giải B và giải C với tác phẩm Bài học đầu cho con và Bác kính yêu. Thể loại tranh cổ động với tác phẩm Long An đoàn kết vượt khó phát triển của tác giả Nguyễn Văn Quý đã đạt giải A. Trong khi đó, tác giả Nguyễn Trường An đạt giải B với tác phẩm Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của dân tộc ta. Ở giải công trình kiến trúc với tác phẩm kiến trúc, nhà lưu niệm giáo sư Trần Văn Giàu, nhóm tác giả Quỳnh Phúc Long và Nguyễn Lâm Vũ đạt giải A và tác phẩm kiến trúc nâng cấp cải tạo khu ao văn hóa công viên 5 tháng 9 huyện Thạnh Hóa của nhóm tác giả Quỳnh Phúc Long và Nguyễn Quang Tuấn đạt giải B. Cuộc vận động là một trong những kết quả nổi bật của việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết số 23, góp phần làm phong phú, sinh động, sâu sắc hơn đời sống văn học nghệ thuật của tỉnh và cổ vũ việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vừa qua, Hội Kiến trúc sư tỉnh Long An đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập hội 1988-2023, 20 năm ngày mất kiến trúc sư Nguyễn Quàng, cố chủ tịch Hội Kiến trúc sư Long An 2003-2023, với chủ đề Kiến trúc vì sự phát triển bền vững, thể hiện sự trăn trở của Hội Kiến trúc sư Long An với biến đổi khí hậu và nước biển dân, mong muốn sẽ đóng góp được phần nhỏ cho mục tiêu dài hạn và rộng lớn này. Trong suốt những nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành hội luôn tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao năng lực chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp hội viên và lực lượng kiến trúc sư trong tỉnh. Nhờ hoạt động tích cực trong lĩnh vực nghề nghiệp, vai trò của kiến trúc sư trong việc tư vấn, thiết kế xây dựng, quy hoạch đô thị nông thôn, khu cụm công nghiệp được tôn trọng và phát huy. Tại buổi lễ, Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng bằng khen vì sự nghiệp kiến trúc cho tập thể và cá nhân của Hội Kiến trúc sư Long An và công bố kết nạp 12 hội viên. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu còn tưởng nhớ cố chủ tịch Hội Kiến trúc sư Long An, kiến trúc sư Nguyễn Quàng, một tấm gương hết lòng vì nghề, dù đã 20 năm rời xa. Tất cả thành quả của Hội Kiến trúc sư Long An có được như ngày hôm nay là sự tiếp nối và chung lòng thực hiện tâm nguyện của kiến trúc sư Nguyễn Quàng mong muốn. Hội Kiến trúc sư Long An phải có được một ngôi nhà chung, một môi trường, một nơi sáng tạo cho giới kiến trúc sư và những người yêu kiến trúc. Hội sẽ là nơi truyền lửa đam mê cho các thế hệ kiến trúc sư tiếp nối mãi về sau. Thưa quý vị, nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng chuyên môn trong hoạt động truyền hình cho các hội viên, vừa qua, Chi hội Điện ảnh Truyền hình Long An phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Long An và Đài phát thanh và truyền hình Long An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng làm phim tài liệu và phóng sự truyền hình. Tham gia lớp tập huấn có khoảng 90 học viên là đạo diễn, phóng viên, biên tập viên, quay phim, cộng tác viên đang công tác tại Đài phát thanh và truyền hình Long An, báo Long An và Trung tâm văn hóa thông tin và truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 2 ngày 11 giờ 12 tháng 8, học viên được đạo diễn Đào Anh Dũng, giảng viên trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và các nhà báo giàu kinh nghiệm đến từ Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt các kiến thức, kỹ năng làm phim tài liệu và phóng sự truyền hình từ khâu phát triển ý tưởng, hình thành kịch bản đến tổ chức quay tại hiện trường và xử lý hậu kỳ. Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo hình trên địa bàn tỉnh, qua đó từng bước nâng cao chất lượng sản xuất phóng sự phim tài liệu đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng hiện nay. Thưa quý vị, được sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam,
Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Long An tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề Tiếp bước. Triển lãm diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2023. Triển lãm được tổ chức tại Hội trường Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, trưng bày 70 tác phẩm được tuyển chọn từ hơn 1.000 tác phẩm của 13 tác giả nghệ sĩ nhiếp ảnh. Các tác phẩm trong triển lãm phản ánh nhiều góc nhìn hoạt động của lực lượng vũ trang trong và ngoài tỉnh, với hình ảnh các chiến sĩ hải quân chắc tay súng trong mưa bão, chiến sĩ biên phòng bám chốt tiền tiêu, sinh hoạt đời thường của chiến sĩ và sự gắn bó quân dân bền chặt. Phát biểu khai mạc triển lãm, Chi hội trưởng Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Long An, nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Bằng khẳng định, thông điệp triển lãm muốn mang đến chính là niềm tin vững chắc cho người trẻ có tri thức đang tiếp nối truyền thống của cha ông, quyết tâm giữ vững thành quả của cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn bộ hình ảnh trong triển lãm sẽ được tặng lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kiến Tường sau khi triển lãm kết thúc. Thưa quý vị, cũng liên quan đến hoạt động nhiếp ảnh, đến hẹn lại lên. Cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống của tỉnh năm 2023. Cuộc thi có tuổi đời 35 năm đã diễn ra sôi nổi và sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã tập hợp được 256 tác phẩm của 34 tác giả tham gia. Và ngày 1 tháng 8 vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật Long An quê hương tôi lần thứ 35 năm 2023 đã tổ chức chấm giải để chọn ra các tác phẩm đoạt giải thưởng lần này. Kết quả cụ thể như sau: một giải nhất tác phẩm Xuân Về của tác giả Kiều Oanh, hai giải nhì gồm tác phẩm Công nghệ mới của tác giả Chánh Thi, tác phẩm Chào đời của tác giả Hữu Tuấn, ba giải ba gồm tác phẩm Hành quân của Lê Quang Thái, tác phẩm Qua gạo của Đỗ Tường Tuấn và tác phẩm Phút nghỉ ngơi của Văn Thư. Ban tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật Long An quê hương tôi lần thứ 35 năm 2023 dự kiến sẽ trao giải thưởng cuộc thi ảnh truyền thống này vào đầu tháng 9 2023. Thưa quý vị và các bạn, một hoạt động nổi bật trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Long An chính là triển lãm chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Đó là sự kiện quan trọng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngoài các hoạt động xúc tiến về đầu tư Nhật Bản tại tỉnh Long An, các cuộc tiếp xúc giữa đại diện Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, các tổ chức, các doanh nghiệp Nhật Bản và các đối tác Long An, thì cuộc triển lãm chào mừng tại khu đô thị Waterborne, huyện Bến Lức, Long An là sự kiện đáng chú ý. Tại đây, khách tham quan có thể trải nghiệm trang phục truyền thống kimono và thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị Nhật Bản, đặc biệt là hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước qua các chương trình nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản. Ngày hội triển lãm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản. Hôm nay EC2 mang đến cho các bạn trẻ cũng như là người dân Long An không gian văn hóa đậm chất Nhật Bản. Đến với gian hàng của EC2 thì các bạn có thể trải nghiệm những cái văn hóa đậm chất Nhật Bản như là thư đạo nè, cosplay yukata và trải nghiệm ẩm thực takoyaki. Đặc biệt là hôm nay các anh chị thầy cô là người Nhật cũng có mặt tại gian hàng của EC2 để mang đến cho các bạn trẻ, các bạn thanh niên Long An thêm yêu thích về văn hóa Nhật Bản. Và thông qua đây thì EC2 cũng mong muốn các bạn sinh viên, học viên và thanh niên của Long An có thể thêm yêu thích về văn hóa của Nhật Bản. Và cũng như là vai trò của EC2 mong muốn kết nối với tỉnh Long An trong thời gian sắp tới thì làm sao để giúp cho các bạn Long An có thêm điều kiện cũng như thêm hiểu biết về Nhật Bản để giúp các bạn là cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản. Các bạn có thể sang Nhật Bản học tập và làm việc và sau đó là quay trở về để phát triển quê hương bằng những cái gì mà các bạn đã học tại Nhật Bản về khoa học, về công nghệ, đặc biệt là về kỹ năng mà các bạn được học tập và làm việc tại Nhật Bản. Tuổi trẻ Long An tham gia cái hoạt động lần này với hoạt động là triển lãm không gian văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng như giới thiệu cái văn hóa của Việt Nam đến bạn bè Nhật Bản cũng như là trên thế giới về những cái văn hóa như là trò chơi dân gian hay là những trang phục hay là những món ẩm thực. Bên cạnh đó thì tuổi trẻ Long An cũng giới thiệu với bạn bè Nhật Bản về những cái sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên Long An. Hy vọng là những cái sản phẩm của thanh niên Long An sẽ bay xa, bay cao. Hoạt động triển lãm nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác đã có giữa tỉnh Long An và Nhật Bản, tiếp tục xây dựng và mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản tiềm năng, qua đó đưa hình ảnh về đất nước và con người Nhật Bản đến với nhân dân Long An, quảng bá môi trường đầu tư thương mại, du lịch, nét văn hóa đặc trưng của tỉnh Long An đến với đất nước, con người và doanh nghiệp Nhật Bản.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin về các hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản cũng đã khép lại chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.